chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong chương trình Bé Cùng Vui Học. Các con ơi, hôm nay cô có một câu đố muốn tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình hãy cùng lắng nghe và trả lời nhé. Hoa gì nho nhỏ, cánh màu hồng tươi, hễ thấy hoa cười, đúng là Tết đến. Là hoa gì nào? À đúng rồi, đó là hoa đào đấy. Và cô có một câu đố nữa khó hơn, chúng mình hãy cùng lắng nghe và trả lời nhé. Hoa gì không phải hôm nay mà là tên gọi của ngày hôm sau? Xuân sang ấm cả đất trời, bật màu hoa nở và tươi trên cành. Là hoa gì nào? À đúng rồi, đó là hoa mai. Thì các con có biết hoa đào và hoa mai nở vào mùa gì không? À đúng rồi, vào mùa xuân. Và khi mùa xuân đến, hoa đào hoa mai đua nhau khoe sắc. Một bài thơ rất hay nói về vẻ đẹp rực rỡ của hai loài hoa này, đó là bài thơ Hoa Đào Hoa Mai của cô Lê Bình sáng tác đấy. Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Hoa đào hoa mai, hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rất vàng, mùa xuân sang thì nhau nở rộ. Mùa xuân hội tụ niềm vui nụ cười, mai đào nở rộ đẹp hai phương trời. Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì nhỉ? Và do ai sáng tác? À đúng rồi, đó là bài thơ Hoa Đào Hoa Mai của tác giả Lệ Bình. Và để hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ, chúng mình hãy cùng cô đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rất vàng, thắm mùa xuân sang, thi nhau nở rộ. Mùa xuân hội tụ, niềm vui nụ cười, đào mai nở rộ, đẹp hai phương trời. Bài thơ nói về vẻ đẹp của hoa đào và hoa mai. Hoa đào là một loại hoa tượng trưng cho Tết của miền Bắc, còn hoa mai là một loại hoa tượng trưng cho Tết của miền Nam. Cả hai loại hoa đều nở vào mùa xuân và làm cho mùa xuân của chúng mình càng tươi vui và xinh đẹp. Để cảm nhận được vẻ đẹp của hai loại hoa này, chúng mình hãy cùng cô đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. Hoa đào ưa rét, lấm tấm mưa bay, hoa mai chỉ say, nắng pha chút gió. Hoa đào thắm đỏ, hoa mai rất vàng, thắm mùa xuân sang, thi nhau nở rộ. Mùa xuân hội tụ, niềm vui nụ cười, đào mai nở rộ, đẹp hai phương trời. Các con ơi, khi hoa đào hoa mai nở là báo hiệu Tết đến rồi đấy. Và ngày Tết có hoa đào hoa mai trang trí nhà sẽ làm cho nhà chúng mình thêm đẹp và vui tươi hơn. Vì thế chúng mình hãy nhớ chăm sóc cây, không hái hoa, không bẻ cành và nhớ tưới nước cho cây để cây luôn được xanh tươi nhé. Và bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Sau buổi học ngày hôm nay, chúng mình hãy nhớ học thuộc bài thơ và nhờ bố mẹ quay lại video gửi tặng cho các cô và các bạn nhé. Xin chào và